Bản thân tôi thì thường sẽ không thích cái hãng đấy lắm và không recommend cho nhiều người. Thế đã mua 3 sản phẩm xong rồi và được giảm giá tới tận 30% liền. Còn với cả đánh giá là sản phẩm Balmain 5 không thể sử dụng cho da hỗn hợp ấy thì điều này là hoàn toàn không đúng. Eo ơi, tôi mà make up những cái layout mà nó đậm như thế thì chắc là tôi cả ngày cả đêm mấy hôm tôi sẽ không tẩy trang đâu các bác. Chào các bác, tôi là Linh đây và ngày hôm nay chúng ta có một video mới. Video hôm nay thì Linh và các bác sẽ cùng nhau reaction các clip ở trên TikTok để xem là người ta dùng những đồ skincare gì. Nói chung là tôi thấy ở trên TikTok ấy, mỗi khi mà lướt ấy thì tôi có thể lướt từ sáng đến tối các bác ạ. Và kiểu thời gian nó trôi qua rất là nhanh. Mặc dù mình cứ nghĩ rằng là mình xem thêm một clip 15 giây nữa thôi, nhưng mà chỉ lướt một lúc thôi là mình đã xem thêm kiểu hàng chục, hàng trăm cái clip nữa rồi. Và trong khi mà lướt được những clip này thì Linh cũng đã học được cho mình những tip rất là hay này, rồi là biết được xem mọi người gần đây thích những sản phẩm gì. Thế nên chúng ta cùng nhau đánh giá và tổng hợp những kiến thức này để các bác có thể cùng xem với Linh nha. Đầu tiên thì chúng ta cùng xem video make up nhé. Bạn Yến Ji này thực sự make rất là đẹp luôn. Kiểu Linh đã theo dõi bạn này từ chắc phải 2-3 năm trước ấy mọi người. Và Linh thấy là học được rất là nhiều thứ, các cái tips make up. Ui, mọi người nhìn cái make up này trông cầu kỳ nhờ. Thực sự luôn ý, kiểu nếu mà mọi người gắn rất nhiều ngọc trai lên mặt, xong rồi mọi người làm make up trắng xóa một mùa đông lạnh giá ấy mọi người, thì cảm giác cái lúc mà tẩy trang đi nó phí ý, mà nó tiếc ý. Eo ơi, tôi mà make up những cái layout mà nó đậm như thế thì chắc là tôi cả ngày cả đêm mấy hôm tôi sẽ không tẩy trang đâu các bác. Tiếp theo chúng ta cùng nhau xem video thứ hai nhé. Làm vợ thế kỷ 21 không biết nấu ăn thì kêu vô dụng, biết nấu ăn rồi thì kêu là giống oxy ăn bán, biết nấu ăn kiếm tiền luôn, nhưng mà nấu món này thì cơ sinh hoạt xài điện thoại thông minh mà còn bé nhung quá à. Hư quá. Tôi thấy chị này là một người phụ nữ mà kiểu mình rất là kiểu nên học tập ít, bởi vì chị ấy có một cuộc sống tự lập này, chị cần biết nấu ăn này, xong rồi chị ấy nấu rất là nhiều món Tây ngon luôn. Khi mà mình xem ấy, mình cảm giác là ủa sao lại có những người như người ta mà lại có những người như mình không biết nấu ăn, xong rồi mình cũng không đảm việc nước cho lắm các bác ạ. Thế nên là đôi khi mình cảm thấy rằng tự ti nha, một chút tự ti. Dạ, ăn bổ sung nhiều với cái chất dinh dưỡng cá hồi đó là cái thứ cho thông minh tinh trí. Comment người ta mới biết là thế kỷ 21 còn không ăn được á, mình uống thuốc bổ sung vitamin và khoáng chất, mua ở đâu? Mua ở đây Pharmacity để được thuốc tốt giá rẻ, hoàn tiền trên lệch. Cuối clip thì chị cũng đã hướng dẫn Antifan là mua thêm một số thực phẩm bổ sung để giúp cho con người mình có nhiều năng lượng tích cực hơn. Tôi thấy đây cũng là một cái ý tưởng rất là hay nha các bác. Thế thuốc này là chị mua ở Pharmacity. Mà nói chung là tôi thấy Pharmacity cũng là một nơi khá là thú vị để mọi người có thể đến trải nghiệm mua sắm. Ở đấy thì nó không chỉ bán thuốc, có thực phẩm chức năng, có cả đồ dưỡng da. Bây giờ thì Pharmacity cũng đã có địa chỉ uy tín ở khắp thành phố Hà Nội cũng như là nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Thế nên mọi người có thể hoàn toàn thử đến đấy để xem là mình có thể mua sắm được cái gì hay không. Các bạn hãy cùng theo chân tôi đến Pharmacity để mua sắm một số sản phẩm nha. Bình thường ấy thì Linh hay chỉ mua thuốc ở Pharmacity thôi, nhưng mà thực sự đây là lần đầu tiên mà Linh mua đồ mỹ phẩm. Mọi người cùng theo chân Linh để xem nhé. Trên TikTok thì Linh thấy rất nhiều clip mọi người đi mua đồ ấy, nhưng mà ở đây thì Linh có rất là nhiều hãng dược mỹ phẩm, ví dụ như là có Sensatiel này, Vichy này, Eucerin, có rất là nhiều hãng mà đều là những hãng tốt. Kiểu bình thường khi mà hết đồ skincare thì đặt về sẽ mất 1-2 hôm cũng rất là lâu mọi người ạ. Nên nếu mà bạn nào bị mụn hay là mọi người đang bị những cái làn da kiểu da dầu hoặc là da có vấn đề ấy, thì đến Pharmacity là một cái lựa chọn rất là an tâm luôn, bởi vì ở đây rất là gần và gần như là ở Hà Nội thì chỗ nào cũng có hết. Nên đã mua 3 sản phẩm xong rồi và được giảm giá tới tận 30% liền nhé. Mọi người đừng quên là ghé thăm Pharmacity để mua ngay nhé. Mọi người có thể mua được cả trên chương trình online và cả offline luôn đấy. Chúng ta hãy đến với clip tiếp theo. Một sản phẩm mà ai cũng dùng. There's one product that you're probably missing in your routine. I'm talking about the Embryolisse Cream Concentrate. While anyone can use and love this cream, if you have dry skin, you're gonna go absolutely nuts over this cream. If your makeup tends to separate or cake or look a little crusty throughout the day, this cream is going to fix all your problems. Ở trong video này thì anh này là một makeup artist, thì anh ấy đã nói là có rất là nhiều người nổi tiếng đã sử dụng cái sản phẩm kem dưỡng này mà Linh cũng đã mua thử ở đây cho mọi người xem. Thì cái kem này tên là Embryolisse Cream Concentrate. Thì với cái kem này thực ra là Linh cũng chưa từng sử dụng trước năm 2022, mặc dù nó cũng đã rất là nổi tiếng ở trên thị trường. Và sau khi mà xem clip này thì cái cách mà Linh dùng nhiều nhất với bạn này đấy là thử sử dụng trước khi make up
để xem là cái hiệu ứng trên da của mình có tốt hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thử với nhau và các bác cùng cho Linh biết đánh giá nhé. Sản phẩm kem dưỡng này của Embroise thì nó sẽ sử dụng được cho tất cả các loại da. Mọi người có thể sử dụng để làm kem dưỡng này, để làm make up primer, rồi mình có thể sử dụng để làm một cái mặt nạ dưỡng ẩm nữa, đều rất là phù hợp. Bên cạnh đấy thì Linh thấy là cái dung tích 30ml này nó cũng khá là nhỏ nhắn để cho mọi người có thể thử được. Nếu mà mình phù hợp ý thì mình có thể mua được cái size to hơn. Thực sự là có rất là nhiều người nổi tiếng cũng đã từng sử dụng cái kem này của Embroise đấy mọi người ạ. Ví dụ như là Hoa hậu Thùy Tiên chẳng hạn, có một clip mà bạn ấy show cái room tour của mình ý, và trong phòng đã có một cái tube Embroise này rất là to. Và khi mà mọi người nhìn thấy Hoa hậu Thùy Tiên ở gần đúng không thì da của bạn ấy cũng rất rất là đẹp. Và đây cũng là một cái tip để giúp cho Hoa hậu có một lớp nền thật là tự tin, sau đấy là có thể chinh chiến đạt vương miện đúng không? Tiếp này thì tôi mua với giá khoảng hơn 200.000 và tôi thấy nó cũng là một cái sản phẩm khá là hay ho và có thể giới thiệu cho mọi người. Đặc biệt là những bạn nào mà da hỗn hợp cho tới da khô thì tôi thấy là dùng em này khá là phù hợp. Nếu mọi người muốn có một chip moment với người nổi tiếng thì đừng quên là thử em này nhé. Tiếp theo thì chúng mình sẽ cùng xem một video bạn này bạn ý so sánh sự khác biệt giữa gel B5 với cả balm B5. Balm B5 thì sẽ có kết cấu dạng kem phù hợp với cả da khô, da thường và da nhạy cảm. Còn Sisa gel B5 thì kết cấu dạng gel thấm nhanh hơn nên sẽ phù hợp với da dầu hỗn hợp thiên dầu và da nhạy cảm. Mọi người thấy texture của hai sản phẩm cũng khác nhau rõ ràng đúng không? Một cái thì nó sẽ là dạng gel trong suốt và một sản phẩm thì nó sẽ là dạng cream và nó sẽ kiểu tán ra hơi bông bông ấy. Hai em này đều có công dụng là phục hồi da, tái tạo, cấp ẩm và phù hợp với cả da sau nặn mụn, lăn kim, phi kim và laser. Sau khi mà xem clip này thì Linh thấy là bạn ấy chỉ so sánh chủ yếu là hai bạn này thì sẽ sử dụng cho hai loại da khác nhau đúng không? Thì Linh sẽ xin phép bổ sung cho mọi người thêm một số thứ nữa với cả hai bạn của nhà La Roche-Posay. Và khi nào thì mình nên chọn cái bạn gel B5 này. Với bạn gel B5 này thì texture của nó đúng rất là mỏng nhẹ, nhưng mà Linh thấy rằng nếu mà là da dầu bình thường thì mọi người cũng không nhất thiết là phải sử dụng cái bạn này. Mà đối với cả những cái làn da mà mọi người là da dầu này, mụn này, nhạy cảm và mọi người có kiểu những cái vết thương hở ấy thì sử dụng bạn này rất rất là tốt nha. Còn với cả đánh giá là sản phẩm Balm B5 không thể sử dụng cho da hỗn hợp ấy thì điều này là hoàn toàn không đúng. Bởi vì cái sản phẩm Balm B5 mặc dù texture của nó đúng là hơi nhờn và hơi dày thật, nhưng mà mọi người sẽ thấy rằng cái kết cấu của nó cực kỳ phù hợp cho những người đang treatment hoặc là da đang rất là xấu hoặc là rất là dễ bị đỏ rát. Thì cái texture này nó đủ dày để phù hợp với cả những cái làn da mà đang bị tổn thương. Nếu mà mọi người đang bị đỏ rát hoặc bỏng nhẹ trên da ấy, thì cả hai cái đều rất là tốt. Nhưng mà nếu mà mọi người bị tình trạng nặng hơn thì nó có sự khác biệt. Ví dụ như là cái kem Balm B5 ấy thì nó sẽ kiểu phục hồi sâu hơn, còn bạn này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn một xíu. Khả năng kháng khuẩn bạn này cũng rất là tốt, thế nên là Linh rất recommend mọi người sử dụng em này vào mùa hè. Ok, cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một clip về 4 bước skincare dành cho mụn ẩn giá học sinh sinh viên, chúng ta cùng xem nha. Ui, cái video này có tận 36.100 tim đấy mọi người ạ, và có rất là nhiều lượt chia sẻ luôn. Ngăn ngừa và trị mụn ẩn siêu tiết kiệm dành cho học sinh sinh viên. Bước 1 tẩy trang, mình dùng nước tẩy trang nước xanh dương động của L'Oreal. Đoạn này thì mình đã nhắc rất nhiều trong các video rồi. Sản phẩm nước tẩy trang của nhà L'Oreal thì Linh thấy là nó khá là tốt dành cho mọi loại da luôn. Đặc biệt là nếu mà là mọi người kiểu da khô giống như Linh ý thì rất rất là ok. Thì làm sạch tốt và giá cả rất là hợp lý. Bước thứ 2 rửa mặt. Khi đã làm sạch da kỹ càng với nước tẩy trang rồi thì mình cũng chỉ cần một lọ sữa rửa mặt nhẹ nhàng như Simple là đủ. Cái sản phẩm sữa rửa mặt của nhà Simple thì Linh thấy là với cái mức giá tương tự ít, mọi người có thể mua được rất là nhiều sản phẩm sữa rửa mặt tốt hơn. Bởi vì Linh thấy là Simple kiểu bị nhẹ nhàng quá, bản thân tôi thì thường sẽ không thích cái hãng đấy lắm và không recommend cho nhiều người. Bước 3, sau khi mà đã rửa mặt và lau khô mặt thì mình sẽ dùng Cleansit MS. Mình dùng khoảng một lượng nhỏ như này để bôi toàn mặt. Trong đây thì có chứa 0.1% adaptalen, rất tốt trong việc điều trị mụn ẩn cho da dầu cũng như là hỗn hợp kem dầu. Với cái thứ 3 mà bạn ý có giới thiệu cho mọi người đấy là sử dụng Cleansit MS ý, thì với cả những cái sản phẩm mà có chứa adaptalen như thế này ý, thì Linh nghĩ là mọi người cũng không nên tự ý sử dụng tại nhà đâu, tại vì nó vẫn có khả năng là gây kích ứng cho mọi người nếu như là da mọi người không phù hợp. Với cả những sản phẩm dạng thuốc như thế này thì Linh nghĩ rằng kiểu các bạn nên để thêm cái câu là đây là cái cách mà bạn ấy dùng cá nhân, chứ không nên kiểu recommend cho quá nhiều người. Như thế thì người khác mua về rất là dễ hiện tượng bị đanh da khi mà mình chưa biết cách sử dụng cụ thể. Ở trong video thì bạn cũng sử dụng em này mọi người, em Sisa Pass Gel B5 mà mọi người vẫn có thể sử dụng lên da của mình được. Và bạn nói rất là đúng là khi mà mình sử dụng những hoạt chất mạnh ấy
treatment thì mình nên kết hợp với cả những em mà nó có chứa yếu tố kiểu B5 rồi ceramide dùng rất là ok và nó sẽ giảm đỏ ráp, giảm kích ứng rất là tốt. Linh đã từng làm một cái video là 10 lỗi sai khiến cho da bạn bị mụn nặng hơn thì mọi người hãy ấn vào trên này để xem nhé. Tuy nhiên là cái sản phẩm mà nước tẩy trang Micellar Water 3-in-1 này thì đúng là một cái sản phẩm mọi người rất là nên mua và Linh cũng đã từng kiểu review rất là nhiều lần cũng như là làm nhiều deal với nhãn hàng L'Oreal. Sản phẩm là dạng nước tẩy trang ứng dụng công nghệ micen. Micen là phân tử nano có đầu ưa nước và ưa dầu. Các đầu kỵ nước sẽ hút bụi bẩn, dầu thừa lớp trang điểm trong khi các đầu ưa nước giúp cam micen dễ hòa tan và cuốn trôi mọi tạp chất. Trong sản phẩm còn có cả muối giúp làm kiềm dầu thông thoáng trên da, Hesilen Glyco giúp da được giữ ẩm. Rồi chúng ta cùng nhau reaction những clip TikTok và hy vọng mọi người đã thấy thích thú với cả video ngày hôm nay và học thêm được một số tips liên quan đến dưỡng da, make up, skincare và biết thêm một vài thông tin về Pharmacity. Hy vọng mọi người sẽ thích video của Linh cũng như là tiếp tục theo dõi và ủng hộ Linh trong các clip sắp tới. Ngày hôm nay thì tôi đã đổi tên channel thành Bác Linh rồi mọi người nha, mọi người có thể tìm rất là dễ dàng ở trên YouTube. Mọi người ấn subscribe channel Bác Linh và hẹn gặp mọi người ở trong những video lần sau. Bye bye!